Hey you. Bất ngờ chưa? Chào Amanda. Tặng em. Cảm ơn anh. Dân dân. Xin lỗi, anh có việc bận rồi. Ui da, đau cả mông. Đau quá. Ôi, đáng sợ quá. Bác không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Thôi chết, muộn rồi. Để em đấm bóp cho đại ca nha. Tốt lắm. Mày ra xem ai đi. Dạ. Vào đi. Chào đại ca. Ừ, để xuống kia đi. Em đi ạ. Đi đi. Mở ra đi. Ôi, bơm, bơm, mang nó ra ngoài đi. Nó không nổ, là bơm giả. Điện thoại của tao đâu rồi? Giữa đây mà, đâu rồi? Báo cáo sếp, nhiệm vụ đến đâu rồi? Đây là toàn bộ tài liệu em đã lấy từ chỗ hắn. Tốt lắm, với bằng chứng này đủ tống hắn ta vào tù rồi. Amanda. Hả? Tặng em. Cảm ơn anh. Hình như là Amanda. Bên cạnh nó là ai thế nhỉ? Oh my god, who? Tránh ra. Cậu tránh xa con gái tôi ra. Đừng lại gần con gái tôi, cậu là người xấu. Tôi cấm cậu không được làm phiền con gái tôi. Đi về. Bố. Đi về nhanh lên. Amanda, mở cửa ra. Mở ra. Bố, bố thả con ra đi mà bố. Amanda, con đi đâu? Quay về phòng ngay. Stop it. Đây rồi. Oh no. What? À, anh, bố, bỏ con ra đi. Không được đuổi theo. No. Cậu muốn gì? Bác bình tĩnh lại đi. Cút ngay. Không không, dừng lại. Tôi đã cảnh cáo cậu, tránh xa con gái tôi ra. Bác nhìn đi, quay lại, nhìn kìa. Hả? Đứng lại, đứng lại. Con gái tôi, trời ơi, phải làm sao đây? Cậu là cảnh sát à? Bác đứng lên đi. Bác an tâm, cháu sẽ mang Amanda an toàn trở về. Toàn bộ lực lượng cảnh sát nghe lệnh. Chúng ta đi thôi bác. Thả tôi ra, ông định làm gì tôi? Người yêu cô muốn tống tôi vào tù. Bây giờ cô phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. À, bắt cô ta. Hả? Cô ta đâu rồi? Con không sao chứ? Con không sao. Đứng lại. Dừng lại. Đầu hàng đi. Cảnh sát đã bao vây xung quanh đây hết rồi. Chính mày. Tại mày. Không sao chứ con? Con không sao mà. Chào. Chào. Đi thôi anh. Phải thế chứ. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, tôi đói quá. Bố mẹ ơi, nhìn này. Cậu bé cho tôi xin một đồng với, tôi đói quá. Ôi, cháu không có. Anh cầm lấy nhé. Ôi, tôi cảm ơn nhiều lắm. Tôi chúc cả gia đình ba người mãi mãi hạnh phúc nha. Cảm ơn anh, chúng tôi đi đây. Tạm biệt. Em làm người yêu của anh nhé. Anh nghèo hèn như thế này mà đòi yêu tôi à? Rẻ tiền, cút đi. Em yêu, đừng đi mà. Nghèo cũng có tội sao? Con trai bố đẹp trai quá. Ôi, chuyện gì thế kia? Em. Mẹ ơi, tôi không muốn sống nữa. Tránh ra. Ôi, đau quá, đau quá. Tay của tôi. Em có sao không? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Anh không sao đó chứ?
anh cầm lấy đi. Ờ, tôi cảm ơn cô. Anh không sao là tốt rồi. Thật xinh đẹp. Về nhà anh sẽ nấu món ngon cho em ăn nhé. Thơm quá. Wow, nhà to vậy à. Mình phải tiếp cận thôi. Là anh ta. Đây rồi. Ôi, cô không sao đó chứ. À, tôi không sao, cảm ơn anh. Sao hắn ta có thể. No, it's okay. Khốn nạn, anh làm cái trò gì vậy? Chồng ơi, anh làm cái gì vậy? Dừng lại đi anh, bỏ ra. La 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 la. Hả? Bố mẹ, mày thích gì? Thôi anh ơi. Bố ơi. Bố, bỏ ra. Bố đừng như thế, anh có bình tĩnh lại không? Anh ta chỉ giúp đỡ em thôi mà. Mẹ ơi. Mình đâu có làm gì sai chứ. À, cơ hội đây rồi. Chúc may mắn. Hả? Sao lại cháy to thế này? Mẹ ơi, bố. Cứu bố. Xảy ra chuyện gì vậy? Chồng tôi. Sao nhà anh chị lại cháy thế này? Hai mẹ con ra ngoài để tôi. Không được, anh ơi, chồng tôi vẫn ở trong đó. Yên tâm đi, để tôi. Hai người ra ngoài trước đi. Bố ơi, tỉnh lại đi bố. Chồng ơi, anh tỉnh lại đi. Ôi, nhà của mình. Hey you. What? Chuyện gì thế này? Sao lại cháy thế này? Chính hộp diêm này đã làm cho cháy nhà. Tất cả là do anh ta. Anh Hoàng, tại sao lại làm như thế? Tất cả là tại anh. Nhà chúng ta cháy hết rồi. Trời ơi, tôi đã làm chuyện gì thế này? Hey. Em và con tha lỗi cho anh. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh đi. Mẹ ơi, tha lỗi cho bố đi ạ. Anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh đi. Sau này anh đừng uống rượu bia nữa nha. Từ nay sẽ bỏ rượu. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Là anh ấy đã cứu anh đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi vậy tôi đi trước nhé. Con đói bụng rồi. Được rồi, mày dẫn con đi mua đồ ăn. Ủa, đi đâu hết rồi nhỉ? Con thích hamburger. Ơ kìa, hai mẹ con đi đâu thế này? Tôi đưa cháu đi mua đồ ăn. Cháu đói bụng sao? Đi vào nhà chú có đồ ăn. Nhưng chồng tôi đang chờ mà. Không sao, đi vào đây. Mời hai mẹ con vào đây. Thank you. Wow, bánh ngon quá. Nhiều đồ chơi quá. Ờ, đây là diêm sao? Mẹ ơi, con tìm thấy nhiều hộp diêm lắm. Gì thế này, lạnh sao? Đúng vậy đó. Đi thôi con. Đứng lại đã, định chạy đi đâu? Ăn bánh của ta còn chạy à? Không được động vào mẹ tôi. Thằng ranh con. Trang ơi, con trai ơi. À, anh định làm gì? Lại đây em yêu. Đánh xa tôi ra, đừng lại gần tôi. Đừng sợ. À, em có làm sao không? Em không sao, con mình. Con trai, không sao, có bố rồi. Được rồi, chúng ta ra khỏi đây thôi. Trang, có chuyện gì thế nhỉ? Anh bị sao thế? Bác sĩ ơi, tôi đau bụng quá. Bác sĩ, tôi đau quá. Chờ tôi, để tôi lấy thuốc. Thuốc đây rồi. Hả? Anh ta đâu rồi? Vali của mình đâu rồi? Hey! Biết tìm hắn ở đâu bây giờ? Alo, tôi đang nghe đây. Ok, tôi đến ngay. Đồng chí Sương à, chúng ta đi thôi. Này, tôi ở đây. Ở đây. Lên xe đi. Ok.
May quá, không có ai đuổi theo nữa. Ôi da, đi đứng kiểu gì thế, mắt mũi đâu không biết. Ôi, cái chân của tôi, anh đi đứng kiểu gì thế? Ba vào người ta còn chửi âm sầm hả? Anh Venom. Ồ, em có phải là em của Jackie không? Đúng rồi, là em đây. Anh Venom, em gái, lâu lắm mới gặp anh. Anh cũng lâu lắm mới gặp em đấy. Anh Venom, trong này là cái gì vậy? Trong đây là tiền anh vừa ăn trộm đấy. Đâu, cho em xem nào. Ui, sao mà nặng thế? Nếu mà phá được khóa, anh sẽ chia cho em một nửa. Thật hả? Quen hô. Rồi hai chúng ta sẽ trở nên giàu có. Để em đi tìm thứ gì để phá khóa. Đây rồi anh ơi. Cái gì thế này? Hả? Sao lại chỉ có mỗi con búp bê này? Anh bảo có tiền mà. Tiền đâu rồi? Sao không có gì hết? Hả? Cảnh sát kìa. Đứng lại. Hả? Đồ của tôi bên trong đâu rồi? Anh cảnh sát, hắn đã lấy đồ bên trong vali của tôi rồi. Cô có quan hệ gì với hắn? Nói mau, tôi không biết gì hết. Anh cảnh sát, chúng ta phải đi tìm hắn thôi, nhanh lên. Chỉ vì con búp bê này mà mình bị cảnh sát đuổi. Vô dụng. À, tiếng gì thế nhỉ? Ui da. Ngươi là ai? Ngươi định làm gì? Wow. Hóa ra đây là bí mật của tên bác sĩ. Nè, đứng lại, ai cho cô chạy hả? Thế là Venom đã có vợ rồi. Xin anh, đừng làm hại tôi. Cầm lấy. Hurry up. Đưa tay đây. Vợ của ta. Venom, dừng lại. Nope. Em không sao chứ? Em không sao. Come on. Đứng im. Anh đã bị bắt. Cảm ơn rất nhiều. Đi,